Chào các bác. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cắt cái miếng dán dán cái kính cam của LG V20. Đây đây. Đây là cái miếng mà dán zin khi mà mình mua máy này. Cái của em thì nó không còn dính nữa. Thì nó bóc ra. Bóc ra thì mình lấy cái miếng này làm mẫu luôn. Mình cắt cái miếng giống hệt như này mà mình dán thôi. Đây là miếng cái can em vẫn hay dán đây. Mình ép này vào. Rồi mình lấy vết bi nhá mình. Rồi, ok. Mình đã dán được cái vẽ được cái hình mẫu giống như cái miếng zin rồi đây. Đó, ok. Sau đó thì mình dùng cái dao này, dao mổ này. Đây, các bạn có thể dùng cái dao tem này cũng được. Mình cắt nó nhọn này, nhọn như thế này này, nhưng mà cái dao tem thì nó không cứng, cái này dao này thì nó cứng hơn để làm nó dễ. Thì mình khoét những cái vòng tròn trước đi.
đó, mình khoét được cái lỗ đó. Đây. Nó cũng không được tròn tuyệt đối đâu, nên là thủ công mà. Ok, lộ tiếp. Ok. Rồi, mình đã quét được bốn cái lỗ của nó rồi. Tiếp theo thì mình dùng kéo cắt cái vòng ngoài. Cắt thẳng sát vào cái đường mình cắt mất cái đường bút luôn, đường viết luôn thì nó mới chuẩn.
đó. Là mình đã được một cái miếng dán cam LG V20. Thực ra thì nó không được chuẩn tuyệt đối, nhưng mình có thể sau đó mình có thể chỉnh sửa lại. Cái này tùy các bạn thôi. Là mình lột ra mình dán ra. Cái mình lấy cái mẫu theo cái mẫu được rồi. Nó rất là chuẩn đấy. Đó, ok, cảm ơn các bạn.